Tổng thống Nga Putin ngày hôm qua 15 tháng 9 cho biết, với hơn 300.000 người dân Nga ký hợp đồng quân sự trong năm nay, Moscow không cần lính đánh thuê nước ngoài. Tổng thống Putin nói rằng điều này hoàn toàn vô nghĩa và Nga không có nhu cầu mời người nước ngoài tham gia hoạt động chiến đấu. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng lính đánh thuê Mỹ đang chiến đấu cho Ukraine, đồng thời cáo buộc Mỹ và một số đồng minh NATO như Ba Lan muốn điều quân đội chính quy can dự cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga ước tính gần 12.000 binh sĩ nước ngoài đã gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022, nhưng đến nay chỉ còn lại khoảng 2.200 người. Theo thống kê, vào thời điểm từ sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ, Nga đã bố trí tổng cộng 5 khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 Triumph, bao gồm cả radar của chúng trên khu vực bán đảo Crimea mà họ đang kiểm soát. Tuy nhiên, theo Bulgari Military, trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, lực lượng vũ trang Ukraine đã làm hư hại được 2 tổ hợp. Vụ tập kích ban đầu nhằm vào khẩu đội S-400 nằm ở mũi Takhankut trên bờ biển phía tây bắc của bán đảo Crimea bị phá hủy trong cuộc tấn công vào ngày 23 tháng 8. Sau đó, một khẩu đội S-400 khác nằm cách 36 dặm về phía nam, ở khu vực Zaporizhia đã trở thành đối tượng tiếp theo bị phá hủy. Những cuộc tấn công nói trên được thông báo chiến công của tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune, nhưng chưa được sửa đổi để tấn công mặt đất. Chính vũ khí này đã đánh chìm tàu tuần dương Moskva của hạm đội Biển Đen vào tháng 4 năm 2022. Phiên bản ban đầu có tầm bắn ấn tượng 300 km khi mang theo đầu đạn 150 kg, trong khi phiên bản mới nhất tăng tầm bắn lên gần 400 km với đầu đạn nặng 350 kg. Thiệt hại đối với các tổ hợp phòng không S-400 được Nga dùng để trấn giữ bán đảo Crimea được cho là nặng nề. Nga được cho là sẽ nhận đạn pháo và hệ thống pháo phản lực phóng loạt KN-09 cỡ nặng 300m từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Dữ liệu này được đưa ra trong một bản phân tích của cơ quan tình báo Anh Mi-6 được trao cho văn phòng Tổng thống Ukraine. Bên cạnh đó, Mi-6 cũng nhấn mạnh rằng Moscow và Bình Nhưỡng hiện đang thảo luận về vấn đề cung cấp tên lửa đạn đạo. Ví dụ, Mi-6 nhận định vũ khí Triều Tiên sẽ bắt đầu đến Nga vào tháng 10. Nếu vậy, chúng có thể được sử dụng trong khu vực chiến sự vào tháng 11 năm nay. Vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga khiến Kiev và các đồng minh phương Tây cảm thấy lo lắng. Trước khi bắt đầu cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Kim Jong-un, Washington đã tuyên bố rằng nếu hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng được tăng cường, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với cả hai. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Tổng thống Liên bang Nga tiến hành các cuộc đàm phán rất có ý nghĩa với nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo nhận định, hai bên chắc chắn đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng. Mặc dù vậy, cả Moscow và Bình Nhưỡng đều chưa vội công bố kết quả. Bộ Nội vụ Anh hôm qua 15 tháng 9 thông báo, Quốc hội Anh đã chính thức ban hành lệnh cấm và đưa công ty lính đánh thuê Wagner vào danh sách khủng bố. Bộ Nội vụ Anh nhấn mạnh lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và nghiêm cấm mọi hình thức hỗ trợ cho Wagner. Những trường hợp vi phạm có thể bị phạt tù 14 năm hoặc bị phạt tiền. Những hình thức bị coi là ủng hộ cho Wagner gồm trở thành thành viên, tham dự các cuộc họp, treo cờ hoặc logo của Wagner. Với quyết định trên, Wagner hiện nằm trong danh sách 78 tổ chức bị Anh coi là bất hợp pháp, gồm Hamas, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, Al-Qaeda và Boko Haram. Hồi tuần trước, Quốc hội Anh đã thảo luận và biểu quyết việc cấm Wagner. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman tuyên bố Wagner bị xem là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Các công tố viên Liên bang Mỹ đã chính thức đưa ra bản cáo trạng truy tố ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, về tội sử dụng súng nghiêm trọng. Bản cáo trạng cho thấy ông Hunter Biden bị buộc tội 3 trọng tội liên quan đến việc mua một khẩu súng lục ổ quay vào tháng 10 năm 2018. Hai trong số đó liên quan đến việc ông Hunter Biden che giấu việc nghiện ma túy khi điền vào hồ sơ mua súng. Cáo buộc thứ ba buộc ông Hunter Biden sở hữu súng trong khi chịu ảnh hưởng của ma túy. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một người con của một tổng thống đương nhiệm bị truy tố. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Ngoài ra, các luật sư của Hunter Biden cho biết những cáo buộc mới có ảnh hưởng chính trị và vô căn cứ.